thi đấu nổi bật, em họ Công Phượng được gọi lên U15 Việt Nam. Em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường, vừa được huấn luyện viên Đinh Thế Nam điền tên vào danh sách tập trung của U15 Việt Nam. Sau vòng chung kết U15 quốc gia 2019, huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam đã lựa chọn 31 cầu thủ vào danh sách tập trung của đội tuyển U15 Việt Nam, chuẩn bị cho tham dự giải vô địch U15 Đông Nam Á năm 2019 và hướng tới vòng loại U16 châu Á năm 2020. Trong số 31 cầu thủ được triệu tập thì có thể dễ dàng nhận thấy sự áp đảo của các câu lạc bộ cũng như là trung tâm được đánh giá rất là mạnh về cái sự đào tạo trẻ như là Sông Lam Nghệ An này, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay là PVF. Nổi bật hơn cả là sự đóng góp của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với 6 cái tên, trong đó nổi trội là Nguyễn Thái Quốc Cường, là em họ của Công Phượng. Ở giải vô địch U15 quốc gia vừa rồi, Quốc Cường đã có nhiều màn trình diễn đáng khen, điểm nhấn là lối chơi đầy sông sáo và kỹ thuật. Ở trận gặp U15 thành phố Hồ Chí Minh, Quốc Cường đã ghi một bàn thắng nhờ cú sút xa vô cùng đẹp mắt ở vòng loại. Quốc Cường thậm chí còn ghi được 8 bàn thắng sau 7 trận đấu. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết, mặc dù danh sách được triệu tập tương đối dày dặn, nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và sẵn sàng đưa ra những bổ sung cần thiết nhằm đảm bảo lực lượng tốt nhất cho đội tuyển U15 Việt Nam để thi đấu đạt thành tích tại giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019 và định hướng mục tiêu vòng loại U16 châu Á 2020. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu cấp khu vực và châu lục, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng được VFF tạo điều kiện tập huấn 12 ngày từ ngày 8 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 7 và thi đấu cọ sát với các quân xanh phù hợp tại Nhật Bản. Kết thúc tập huấn này thì đội tuyển đã có thêm 5 ngày để hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang Thái Lan thi đấu giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019. Tại giải đấu này, đội tuyển U15 Việt Nam ở bảng A cùng với các đội là Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Singapore và Philippines. Bảng B thì gồm có Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Brunei và Australia. Cũng có thể coi là được một cái giải đấu cũng là nằm trong bảng đấu cũng dễ thở và có thể mà chúng tôi cũng có thể sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo. Mong tất cả quý vị hãy cùng ủng hộ và đăng ký kênh để biết được những cái thông tin mới nhất, rõ nhất.